Đấy, cái cuộc chính nè. Bây giờ mọi người vote cho mình mở thẻ nào trước. Đó, có nhiều đây nè, mở cái nào trước. Chắc chắn là thẻ Euro sẽ mở sau cùng, bởi vì mình còn phải lập hả, ngồi lập cầu thủ nữa. Đó, bây giờ có nhiều đây thẻ, vote mở cái nào trước. Cứ vote đi, vote mở cái nào trước là mình mở à. Top 50 đúng không? Top 50 nào. Đây có top 50 tất cả nè. Top 50 mùa 6 nè. Đó, top 50 nào. Top 50 tất cả, ok. Đó. Thẻ đầu tiên mở ngày hôm nay, mình sẽ đá cái gì đấy? Đánh nè, quay. Đó, quay đến mức 5 giờ là mở nè. 5 giờ. Bum. Đấy. Ây, Januzi bút 0-10. Mà sao chỉ số cao mà giá 27.000 rồi ông. Đã nói là không có mở Euro 8. Euro 8 để sau cùng, ngồi lọc cầu thủ nữa. Đó. Top 218. Này là muốn lọc lắm, cho nên YOLO. Mở thôi. Để đi đâu trúng được Esen 18. Vãi, miền núi Gomit. Gomit lúc này còn ở sang đi kia. Để ba. Top 200. Cái gì cũng phải từ từ, đúng không? Giống như anh Luận hay nói á, nó từ từ nó mới ra. Cái nào lâu ra nó càng dễ ăn, nó càng sung sướng, đúng không? Đó, bây giờ sẽ top 200 nè. Timoshuk. Yeah. Lucia, what the fuck. Rồi hay Tinga luôn. Bằng Sida. Rồi. Tiếp theo mở cái gì đây? Top 117 đi. Lên. Colotura. Ito Onewinji. Sao lại không có logo câu lạc bộ? Top 210. Đó. Đi chung dòng. Đã nói là có E8 từ từ, bởi vì mình để sau cùng mình mở, còn phải lọc cầu thủ đây nữa. Mình không muốn mở đường núi. Gary Cahill. Yeah. 133.000 EP. Cũng được. Đó, giờ trôn gái mở ông thẻ chỉ số 70 này. Để nặng đi vô. Trôn cái nữa. Lên. Một câu star. Đã nói hôm nay lên là bỏ hết thẻ, được không? Ashley Young và Company 14. David đề game má giá như cái này là đề game 14 là mình cười lắm á. Là mình vui lắm ấy, mà đây là đề game 10. Cũng được, không sao. Lên. Felipe Melo. Như xịt. Comedy nổi mà đây là comedy 9. Đây là top 111. Ronaldo, Iva. Ronaldinho. Thấy Ronaldinho mùa 7 mình có phải vui không? Nó cũng được. Đó, một trong những thẻ giá trị nhất của mình trong mèo này. Đó chính là thẻ mùa 6 top 50. Gắn đi. Mà Philippe làm. Rất biết cách trồn. Ok, 35.000. Đó, đây sẽ là tiết mục chính của ngày hôm nay. Mà đầu tiên cho mình lọc cầu thủ cái đây nha. Cũng khó tí thôi, đó, giờ xong rồi đó. Hay da. Một cảm giác rất là run. Bởi vì hẹn mình chuẩn bị rất là kỹ rồi. Cái gì thường chuẩn bị càng kỹ thì càng tập. Chờ tí nhé, chờ chút. 30 giây thôi. anh sorry mới làm đi vệ sinh phát. Thôi rồi, tiết mục chính ngày hôm nay hy vọng mọi được thằng nào tử tế. Chuẩn bị lên. Yeah, chấp De Villa 3 triệu, Malouda 3 triệu và câu cuối cùng Messi. Ha, cũng được, không sao, có tiền xài được. Mình thấy mở được Malouda là mình mừng rồi, bởi vì mình thích. Nãy giờ coi chỉ số thấy chấm được Malouda. Ai cần mấy ông mấy chục triệu, không cần. Mình tốn có 20 sò mà mình được tới hơn 7 triệu EP. Ngõ rồi. Ai kêu cùi mặc kệ, không quan tâm. À, có tiền xài là ngon rồi, miễn không trúng mấy ông mấy chục nghìn là được rồi, đúng không? Ở trong đây cái danh sách top 200 này bao nhiêu ông mấy chục nghìn, hơi bị nhiều. Trúng được 7 triệu là ngon, có 20 sò, đúng không? Đó, rõ ràng. Đây, Malouda, Capdevila, Messi. Đó, bạn ơi, ngon lành. Xong. Rồi đó, coi như là xong màn mở thẻ hôm nay á. Hoa, có ai có hoa cho xin tí hoa, lên hoa. Vẫn hơi tiếc để không mở được ông nào, người Nga. Tiếc vãi.